Công an thành phố Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Bảo sinh năm 2003, ngụ xã dính Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu và Đinh Thị Diêm sinh năm 2002, ngụ thị trấn Công Cro, huyện Công Cro, tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, để có tiện tiêu xài cá nhân, Bảo và Diêm điều khiển xe máy dọc theo các tuyến đường từ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến địa bàn tỉnh Bạc Liêu để trộm cắp xe máy. Khi phát hiện xe máy không người trông coi, các đối tượng nhanh chóng lấy trộm và tẩu thoát. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, Bảo Gia Diêm đã thực hiện gần 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp khác trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, Bảo Gia Diêm bị lực lượng công an phát hiện và mời về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh khai thác. Vụ việc đang được công an thành phố Bạc Liêu tiếp tục điều tra mở rộng.